chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim Airdrop nhận được 180 triệu đồng token Babyger. Thì một số thông tin về đồng token này. Số token phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 561 tài khoản holder và đã phát sinh 1.151 lần giao dịch nha. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.airdrop.net. Link truy cập website được mình để ở dưới mô tả đồng video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 2 bước sẽ trên website cho mình. Bước 1 các bạn sẽ chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng bôi đen và copy ở đây, hoặc là sử dụng nút copy tôi chắc nhanh ở đây. Sau đó qua lại các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt alert của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Nhấp tiếp theo nhé, thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, bạn quay trở lại website gram.net. Chi vào các bước 2 để nhận token nhé. Rồi, đã yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối với ví. Rồi nếu bạn, các bạn có nhu cầu mua thì các bạn bỏ ra một số vốn nhỏ là 0.1 BNB mua để chờ cơ hội nhiều tài khoản cái đồng này nhé. Và nếu mà bạn claim thì bạn nhấp vào Airdrop đây. Chương trình claim nó sẽ Airdrop nó sẽ kết thúc vào 66 ngày đó nhé. Đây thì bạn nhấp vào Airdrop. Ví ra nó là 0.0006 BNB. Các bạn nhấp xác nhận giúp mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.airdrop.net nha. Để cập nhật những dự án mới, phần mềm tốc cần mới nhất được bên mình cập nhật lên trên web hàng ngày nhé. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn Binance, Metalo, MXC, OpenSea, coi Index, Bitmax thì và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 180 triệu đồng token Babyger. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.